Pau FC đối diện kỷ lục đáng quên. Nếu như lại thua ở trận đấu vòng 5 sắp tới với Quvilion, Pau FC sẽ trải qua khởi đầu tệ nhất lịch sử những lần tham dự Ligue 2. Mùa giải này, Pau FC mới bỏ túi 2 điểm sau 2 trận hòa, còn lại là 2 thất bại đậm đà, nhận tổng cộng 8 bàn thua. Với 8 lần thủng lưới, Pau FC nhận nhiều bàn thua nhất trong những lần tham dự Ligue 2 các mùa trước. Họ chỉ lần lượt chịu 7 và 3 bàn thua tính trong cùng khoảng thời gian. Không những thế, một kỷ lục đáng buồn đang chờ đợi đội bóng này. Nếu như trắng tay ở trận đấu vòng 5 trên sân của Quvilion vào đêm thứ Bảy, họ dậm chân tại chỗ ở 2 điểm. Bằng với mùa 2020-21 nhưng thủng lưới nhiều hơn. Điều đó có nghĩa 2022-2023 sẽ là mùa giải mà Pau FC có khởi đầu tệ nhất trong những lần góp mặt ở Ligue 2, tính sau 5 vòng đầu. Mà nguy cơ Pau FC trắng tay là khá rõ ràng, bất kể đối thủ của họ cũng thi đấu tệ không kém. Pau FC vừa đón nhận hung tin đội trưởng Anthony Batistin chấn thương nặng và nghỉ dài ngày. Câu lạc bộ của Quang Hải vốn khá lép vế với Quvilion thắng 1, hòa 1 và thua 2, chỉ ghi được 2 bàn nhưng nhận tới 8 bàn thua trước câu lạc bộ này. Hơn nữa, đá sân khách luôn là điểm yếu của Pau. Ngay cả mùa trước khi chơi thăng hoa với vị trí thứ 10 chung cuộc, Pau FC cũng chỉ thắng được 4 trên 19 trận xa nhà. Nếu có một bảng xếp hạng riêng cho thành tích sân khách, câu lạc bộ của Quang Hải đứng thứ 18 trên 20 đội, đồng nghĩa đã rớt hạng từ lâu. Do vậy, nguy cơ Pau FC lập kỷ lục đáng quên vào đêm thứ Bảy này là rất rõ ràng.